Ngài Pháp Sư, giờ thì các quan đã ra về hết. Ngươi có chuyện riêng gì muốn nói với ta thì nói nhanh lên. Xin Đức Vua hãy lắng nghe lời chân tình của hạ thần. Thần thề đó là sự thật. Ngươi bài vẽ quá. Trước giờ ta đâu có nghi ngờ gì ngươi. Đức Vua, tối qua nàng Lít yêu dấu của ngài lén lút ra khỏi hoàng cung, một mình đi tới nghĩa trang Lơ Xoa. Ngươi nói sao? Nghĩa trang Lơ Xoa cách đây 2 dặm. Nàng làm gì ở đó? Sao ngươi biết? Xin Đức Vua tha lỗi. Thần rất nghi ngờ hành tung khó hiểu của nàng này, nên luôn để ý theo dõi. Không sao đâu, ta biết ngươi cảnh giác cũng vì sự an nguy của ta. Nói tiếp đi. Thần theo sát gót mà nàng không hay biết. Nàng đến nghĩa trang như một người đã thạo đường đi nước bước từ lâu. Nàng không tỏ vẻ sợ hãi gì hết. Ta hiểu rồi. Lys đi hái loại cây gì đó để may áo. Không sao đâu, ngươi yên tâm. Một người đáng nghi như vậy sao có thể làm vợ vua được ạ? Ta yêu nàng nên ta đã quyết định rồi. Ngày mai ta vẫn làm lễ cưới với nàng. Đức Vua không tin lời tôi sao? Ta tin chứ. Nhưng ta tin vào tình yêu của ta và sự lương thiện của nàng hơn. Để ta ngắm coi. Nàng đẹp lắm. Nàng sẽ là hoàng hậu của vương quốc này. Khi im lặng là điều duy nhất em có được. Em sẽ biến nó thành nỗi im lặng hân hoan. Nàng đừng lo lắng. Tuy chung quanh người ta gièm pha nàng không ngớt, nhưng ta tin có ngày nàng sẽ mở lòng nói với ta những gì nàng đang chịu đựng.